cảm anh ra đi nè. Rồi, riêu riêu vô nhẹ nha. Philips 741. Giá luôn, đầu lai luôn. 2 triệu nha anh em, giá bán luôn nha. 2 triệu. Còn anh em nói sao không? Số tiền nó nhỏ nhỏ. Con này sản xuất tại Hà Lan. Thông số nha. Mấy anh là Holland nè. Con này 45W nha. Con này có đứt gì luôn anh em ơi. Con này lo khô cố toàn giấy đâu chơi được nha. Đang nghe cái xi men đó 35W. Cặp đó nghe cái đài cũng đủ luôn. Tại mình mới nhạc mà thôi nha anh em. Không có dám mơ mới nhạc mà mấy nhạc quen quen đồ nó bị bản quyền nha. Chép này. Lối mặc định luôn nha. Bát này. Nhích bát lên xíu tùy theo. Ba leng này. Không. Sọt xẹt nút nó dơ thôi nha. Ba leng có đâu. Con này nãy mình thử rồi, con này thấy cũng lạ lạ này nè, cái nút nó này không? Nhấn là nó núp vô hết nè, đem thấy không? Rồi bắt đầu mình chỉnh. Nhưng mà con này hồi nãy mình găm vô thì nó không mát nha anh em, nguồn vẫn lên nha. Rồi hai con 3 triệu luôn nha. Con này 1 triệu nè. Con này 2 triệu. Rồi, anh em về nghiên cứu nha. À, để chiếu con trời nha anh em coi chút xíu. Im lặng. Không biết mà nó đâu sai lo không ta. Đấy, nói chung vậy đó, mình con trên bao sóng đi. Con trên là 1 cụ nha, dưới 2 cụ. Rồi, ok anh em nha. Anh em chơi Zalo số này nha.